Em trước tiên thì cũng cảm ơn Phó sư Nguyễn Hữu Thắng đã có một cái bài báo cáo và phân tích rất hay về tất cả những cái nghiên cứu về lấy huyết khối của dụng cụ cũng như là so sánh lấy huyết khối trực tiếp cũng như là bắt cầu. Thì qua các nhìn chuyên gia phân tích của Phó sư Nguyễn Hữu Thắng thì chúng ta đã thấy rõ những điều trị cấp bằng lấy huyết khối dụng cụ cũng như là thì ngày hôm qua chúng ta cũng biết là ngày đột quỵ thế giới thì Phó sư Nguyễn Thắng cũng đã một trong sáu người mà được đọc, giải cống hiến của hội đột quỵ hội đột quỵ thế giới. Thì chúng ta cũng biết thì ở trên thế giới thì cũng trong những năm gần đây cũng như ở Việt Nam thì chủ đề đột quỵ là một trong những chủ đề rất là hot, và ở bệnh viện Đà Nẵng thì cái việc điều trị cấp của đột quỵ thì chúng tôi cũng thực hiện từ 9 năm nay. Thì từ năm 2012 thì chúng tôi đi học ở tại trung tâm đột quỵ của Phó sư Nguyễn Thắng từ năm 2012. Sau đó thì gần như tất cả các bác sĩ của đột quỵ của Bệnh viện Đà Nẵng cũng học và thực hành ở cái trung tâm của Phó sư Nguyễn Thắng, nên cũng xin xin qua đây cũng gửi lời cảm ơn Phó sư Nguyễn Thắng đã tạo điều kiện giúp đỡ cho khoa đột quỵ viện Đà Nẵng cũng như là viện Đà Nẵng có những bước phát triển rất là lớn trong những năm gần đây ạ. Thì từ năm 2013 thì chúng tôi bắt đầu điều trị những cái ca tiêu xuất huyết đầu tiên. Khi đó thì chúng tôi chỉ có một cái đội đột quỵ thôi trong cái ở thuộc cái khoa hồi sức cấp cứu của viện Đà Nẵng. Thì sau sau đó 3 năm đến năm 2016 thì chúng tôi bắt đầu tiến hành những cái ca đầu tiên lấy khối bằng dụng cụ, và tới năm 2019 cách đây khoảng hơn 2 năm rưỡi thì chúng tôi bắt đầu thành lập khoa đột quỵ ở viện Đà Nẵng với số giường bệnh là hơn 100 giường. Đến quý 3 năm 2019 thì chúng tôi tham gia cái RescQ và đạt cái giải vàng, cũng như là đến quý 1 năm 2021 thì chúng tôi tham gia và đạt cái mức Platinum. Thì tình hình điều trị đột quỵ ở bệnh viện Đà Nẵng chúng tôi thì phải được sự phối hợp của rất là nhiều chuyên khoa, đặc biệt là sự động viên cũng như là sự tạo điều kiện của ban giám đốc. Vì cái trưởng khoa đột quỵ chúng tôi đồng thời là phó giám đốc hệ nội thì là người trực tiếp điều hành cái vấn đề này, nên là các vấn đề về phối hợp chuyên môn ở trong bệnh viện cũng khá là tốt. Đồng thời chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị ở các bệnh viện xung quanh cũng như là trung tâm cấp cứu 1-5 của Đà Nẵng cũng đã phối hợp chúng tôi các quy trình cấp cứu ngoại viện. Quy trình cấp cứu ngoại viện thì thực hiện rất là tốt, đồng thời là trước khi mà bệnh nhân được cấp cứu ngoại viện thì sẽ báo cho cái đơn vị đột quỵ chúng tôi biết trước bệnh nhân, và chúng tôi sẽ tiếp đón bệnh nhân ở ngay phòng cấp cứu. Đồng thời chúng tôi cũng có những cái buổi tập huấn cho tất cả các bác sĩ cấp cứu để mà nhận diện sớm các bệnh nhân đột quỵ cũng như là quy trình xử lý cấp cứu rất là sớm, rất là nhanh, có các con dấu để mà chúng tôi có thể thực hiện chụp CT scan hoặc làm xét nghiệm cho bệnh nhân một cách rất là rút ngắn thời gian. Thì sau sau khi bệnh nhân được cấp cứu thì chúng tôi sẽ phối hợp các bác sĩ chuyên khoa về chẩn đoán hình ảnh để lấy huyết khối cho bệnh nhân, hoặc là các bác sĩ ngoại thần kinh để phẫu thuật cho những trường hợp bệnh nhân nặng. Sau đây là cái quy trình đột quỵ cấp cứu đột quỵ của bệnh nhân của chúng tôi ở viện Đà Nẵng. Thì chúng tôi cũng thực hiện cái quy trình giống như là ở trong bệnh viện 1-5. Thì khi bệnh nhân một bệnh nhân mà nhập viện đột quỵ dưới 6 giờ thì sẽ báo cho đơn vị đột quỵ và báo cấp cứu, và chúng tôi sẽ chụp một cái CT khẩn. Nếu bệnh nhân trong cửa sổ 4,5 giờ thì sẽ hội chẩn với các bác sĩ đột quỵ và được làm tiêu xuất huyết tĩnh mạch. Sau đó tôi sẽ đưa bệnh nhân đi chụp một cái CT mạch máu. Nếu mà có tắc mạch lớn thì chúng tôi sẽ chuyển phòng can thiệp, hoặc là nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân không có chỉ định quá chỉ định tiêu xuất huyết tĩnh mạch, hoặc là bệnh nhân quá giờ 4,5 giờ chúng tôi hoặc có tắc mạch lớn chúng tôi sẽ chuyển phòng can thiệp FA để lấy huyết khối cho bệnh nhân. Và tuy nhiên là chúng ta biết là trong 2 năm gần đây, 2 năm 2020 và 2021, chúng ta cái đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam chúng ta, và ở Đà Nẵng thì cũng năm 2020 là một xem là một cái năm mà tháng 7 năm 2020 chúng tôi được xem là trung tâm của dịch ở Việt Nam. Dịch năm 2020 nó vào ngay trực tiếp bệnh viện Đà Nẵng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các quy trình cấp cứu bệnh nhân. Và cái quy trình điều trị và cái thời điểm đó thì chúng tôi phải dừng tất cả hoạt động của viện trong vòng 1 tháng, và những tháng sau đó thì cái quy trình hoạt động nó phải thay đổi như là số lượng bệnh nhân nó giảm sút rất là nhiều.
thì nó ảnh hưởng cái quy trình cái dịch COVID thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả quy trình cấp cứu từ khi chúng tôi nhận nhận bệnh ở cấp cứu rồi khi chúng tôi điều trị từ sốt huyết khi chúng tôi chụp mạch máu chụp CT mạch máu hoặc là khi chúng tôi đưa vào phòng can thiệp thì chúng ta biết thì tất cả các quy trình này khi mà tiếp nhận ở trong cái trường hợp bị đại dịch như vậy thì chúng ta phải thực hiện cái quy trình vừa chống dịch vừa phải thực hiện nhanh cho bệnh nhân. Chúng tôi cũng thực hiện cái quy trình protective code chốt để mà thực hiện cho bệnh nhân. Xin báo cáo thì cũng trong cái thống kê năm 2021 chúng tôi thì cái quy trình điều trị chúng tôi cũng được rút ngắn là khá là nhiều. Đây là con số quý 3 năm 2019 thì chúng tôi đặt cái giải vàng của Hội đột quỵ thế giới. Thì cái cửa sổ điều trị cái time door to window time là 37 phút và cái door to call time là 115 phút. Thì đến quý 1 năm 2021 thì cái door to window time là 30 phút và cái door to call time là 80 phút. Và trong cái năm 2021 này mặc dù dịch COVID vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến đến Việt Nam cũng như là đến Đà Nẵng chúng tôi. Tuy nhiên là cái quy trình cấp cứu từ năm 2020 chúng tôi đã tiến hành sửa đổi cái quy trình cấp cứu cho những bệnh nhân cấp cứu đột quỵ trong cái dịch COVID-19 nên chúng tôi cũng rút ngắn khá nhiều thời gian. Tuy nhiên nó cũng tùy vào cái thời điểm, tùy vào những cái hoàn cảnh và những cái quy định của Bộ Y tế cũng như một bệnh viện của chúng tôi. Nên là có những cái thay đổi nó sẽ thay đổi phù hợp với cái điều trị tùy với cái điều trị cái thời điểm mà chúng ta điều trị. Ví dụ như là cuối và quý 3 năm nay thì nó có những cái sự thay đổi chúng tôi không làm một số cái xét nghiệm cấp cứu hoặc là cho bệnh nhân hoặc là chúng tôi phải bắt buộc phải làm cái PCR và cái làm cái test nhanh cho bệnh nhân nên nó cái quy trình nó kéo dài hơn chút so với những cái quý trước. Thì thống kê năm 2020 chúng tôi tức là số ca điều trị số qua đột quỵ nhập viện điều trị là 3.500 bệnh nhân. Năm 2020 chúng tôi tháng 8 năm 2020 chúng tôi gần như là không có ca nào điều trị nhập viện vì chúng tôi đã phong tỏa và chúng tôi đã chuyển tất cả bệnh nhân đi các bệnh viện cũng như là để điều trị COVID thôi. Và sau đó tháng 9 tháng 10 thì số lượng bệnh nhân cũng giảm sút rất là nhiều nên là số lượng của năm 2020 bệnh nhân nó cũng giảm hơn so với các năm trước 4.000 bệnh nhân điều trị nhập viện. Và số ca hai tiêu sổ huyết cũng năm năm 2020 trong 20 chúng tôi cũng giảm so với năm trước đó là 170 bệnh nhân được điều trị tiêu sổ huyết và số ca can thiệp lấy phối là 64 bệnh nhân và số ca can thiệp túi phình cũng như là can thiệp AVM thì nó 44 can thiệp túi phình và 20 can thiệp AVM. Ở đây thì cái tỷ lệ mà can thiệp nút khoa túi phình cũng như là với số bệnh nhân mà được mổ kẹp clip thì nó gần gần như ngang bằng nhau và cái đa số ca AVM thì tôi là can thiệp một phần và sau đó sẽ tiến hành mở gọi thần kinh mỗi được nha. Còn năm 2021 thì tính đến tháng 10 năm 2021 thì số ca nhập viện tại chúng tôi là 2.500 bệnh nhân và số ca tiêu huyết là 139 bệnh nhân. Số ca can thiệp lấy phối là 62 bệnh nhân và số ca can thiệp túi phình AVM thì là 23 ca can thiệp túi phình và 12 bệnh nhân can thiệp AVM. Ngoài cái quy trình cấp cứu thì tại khoa đột quỵ cũng có quy trình điều trị nhồi máu não theo đúng các phác đồ về điều trị tầm soát các yếu tố nguy cơ các nguyên nhân của bệnh nhân như là điều trị phục hồi chức năng sớm cho bệnh nhân theo đúng phác đồ và chúng tôi tham gia cái sổ bộ rescue và đây là kết quả năm 2023 năm 2019 tôi được giải vàng và đến năm cuối 1 năm 2021 thì đạt kết quả là platinum với tỷ lệ tái phong là 16%. Và chúng ta biết thì cái sự hồi phục của bệnh nhân là một cái niềm hạnh phúc của tất cả những cái bác sĩ của chúng ta khi chúng ta được điều trị thành công những bệnh nhân có nguy cơ bệnh nhân bị tử vong hoặc bệnh nhân có năng nằm chỗ khi chúng ta điều trị thành công thì đó là niềm hạnh phúc không chỉ của bệnh nhân cũng như là gia đình bệnh nhân mà còn của chính các thầy thuốc của chúng ta. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đồng nghiệp.